Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 36 ca F0 mới, giảm 35 ca so với ngày 1 tháng 10, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang là 14.107 ca. Trong số 36 F0 mới trong ngày 2 tháng 10, có 33 ca phát hiện trong khu cách ly, 3 ca trong khu được phong tỏa, không có ca F0 mới phát hiện qua sàng lọc cộng đồng. Thành phố Mỹ Tho ghi nhận 13 ca, nâng tổng số F0 toàn thành phố hiện là 7.752 ca, chiếm 54,9% tổng số F0 toàn tỉnh. Huyện Châu Thành ghi nhận 11 ca, huyện Chợ Gạo ghi nhận 10 ca, huyện Cái Bè 2 ca. Các huyện còn lại gồm Cai Lậy, Tân Phước, Gò Công Đông, Tân Phú Đông, Gò Công Tây, thị xã Cai Lậy và thị xã Gò Công không ghi nhận F0 mới trong ngày. Theo những khảo sát cho biết, đến 18 giờ ngày 2 tháng 10, tỉnh Tiền Giang đã tiếp nhận khoảng 1.600 người tại Trung tâm Văn hóa huyện Châu Thành. Để lo cho người dân, một số người dân xung quanh khu vực nhóm thiện nguyện thị trấn Tân Hiệp đã hỗ trợ thức ăn, nước uống cho người dân trong khi chờ đợi địa phương đến đón về. Lực lượng chức năng liên tục khuyến cáo người dân nên di chuyển theo đoàn, theo nhóm có lực lượng chức năng hỗ trợ, tuyệt đối không tách đoàn, sẽ không được vào địa phương theo quy định. Người dân còn được hỗ trợ xăng để tiếp tục di chuyển về nhà. Nếu có trường hợp nào về thẳng địa phương qua chốt kiểm soát phòng chống dịch, thì chốt sẽ cho Ủy ban Nhân dân xã tiếp nhận và tiến hành xét nghiệm tại chỗ cho người dân. Lãnh đạo các địa phương cho biết đang rất nỗ lực đón người dân về quê an toàn, đúng quy định, cụ thể là sẽ áp dụng cách ly đối với người dân về địa phương theo quy định của Bộ Y tế.